lại rồi đây. Chán thế rồi. Marco Roman gì? Marco Roman gì mà? Marco Roman Minoan. Nó vừa xoay quần à? Marco Roman Minoan, ừ, vừa xoay quần ấy. Lại gần đây. Rồi, chúng ta quay trở lại trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ tư bên mình. Nhìn qua qua MU3, Gandhi lại cầm Greg rồi. MU1 cầm Egypt. MU4 cầm Minoan. Nằm sâu trong góc. Vô tình cầm Maxe. Vậy là Maxe, Minoan, Greg và Egypt. Bên phía của bạn thì có Mark. À, bên phía của bạn là có... Đây à. Bên phía của bạn có Mark, có Phô, có Rome, có Min. Như vậy là... Như vậy gọi là cũng cân cân thôi. Bên mình là 3 chém và 1 cung R của Egypt trong tay Tiểu Bạch Long. Thế chủ lực. Sao nó cứ xoay 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 nhỉ? C1 toàn toàn hơn 1 tiếng. Lên thì trận nào rồi? Đấy đây. Từ trận mấy? Đây ở đây em thấy là từ trận 3 sao? Mới lên được trận 3 trận rồi. Quay trở lại trận đấu bài Greg Gunny. Kéo đấu 2-2 giữa No 1 Memel, bên kia là Velop và Tí á. Thì cũng chuẩn bị lên hình rồi. Các bạn chờ đợi trong khoảng 15 phút nữa. Các game thủ có thể test máy và start game thôi. Quay trở lại kéo đấu 4-4 ngày hôm nay thì máy của game thủ Gunny. Thông tin từ Trí Mạnh thì Minoan bên phía đội bạn đánh cung A. Minoan bên mình cũng đánh 26 dân. Chắc là cũng đú đơn cung A theo thôi. Đầu cơ cấu nhà của mình đóng BB ở sát mép. Mặt này là BM và BA. BA đóng trên dốc đi. Rồi BM đóng ở đây. BA trên dốc. Bài kích tầm 14x.
vô tình đi. Một tình dâng lờ lên rất cao. Mình sang ngăn đi. Nhốt được con giò. Ăn được con giò nhà mùa 7 không? Rồi, mời mọi nhà mùa 7 đã mất giò. Tiểu Bình Long 28/36. Truy mệnh. Bài đánh cung A. Thế nhà này cũng không quá mắc bình khi mà nếu người bạn tổ chức ốp từ cái mặt từ hướng 6 giờ lên thì cũng oảng. Có thủ nếu mà bên phía đội bạn ốp 6 giờ lên. Kiểu móc cua. Vẫn hở. Bọ chốt. Rồi. Tuần về khá hay. Bãi vàng vẫn có thể chọc xuyên được. Bên kia nhà màu 7 đầu cánh. Anh Gunny tham lai còn 9 thôi. Màu 7 quá khỏe. Tiểu Bạch Long. Còn cung tê đi khá hiệu quả. Ăn được bãi vàng nhà màu 5. Nào lại 31/36. Vô tình lọt bãi gỗ nhà màu 6. Nhà màu 6 cũng đóng cả BC rồi. Ôi bị vẻ. Rồi quay sang Trì Mạnh. Trì Mạnh bị công ca. Có quá nhiều chém màu 5. Bài bên phía đội họ quá khỏe. Bung hốc rồi. Mình đoàn bung hốc. Chim sẻ bên kia là tiểu gì nhỉ? Tiểu Thị Ngư với là võ lực á. Ôi, quay sang Tiểu Bạch Long đi. Bên mình Minh Hoan với cả Minh Hoan Greg Bắt Tham rồi. Còn tao lại quá quá khó rồi.